xe to con trên dòng đường, dù làm tôi như ta băng có ba suối đeo đồi rừng, mà xe ta vẫn có chiến trường. Chào em cô gái lắm hồng, dù tìm phong đao đạn trôi, còn nghe vang vang cổ họ trên đường. Niềm vui lớn to đặt cho quê ta, đi trong đường để những chuyến xe ta băng băng qua. Ông đừng ơi, đi cao quê vơn, ta cùng em từ những đêm thấm trọng. Người tìm những manh đường quê nhà, đường rồi 1, 2, 5, 6. Hát nữa đi em, lỡ ngày kia sông cạn đã mòn. Vâng, chào các bác lại lên sóng xét ba con vang số gửi đi, một con gửi đi Bắc Giang, một con gửi đi Sài Gòn và một con gửi đi Kiên Giang. Đây là dòng vang số X12 bãi xịn bản nội địa EK580. Và nô này em được 15 con đẹp xuất sắc. Và hiện tại chỉ còn 3 con nữa thôi. Các bác làm nhanh tay thì ủng hộ em nhé. Đẹp cái này. Đấy, đẹp còn nguyên nhũ. Chỉ có 1-2 con là xước thôi. Đấy, có những con đây, có những con xước như này thôi. Còn đẹp xuất sắc hết nhá, vỏ không có xước sát gì cả. Đấy, về tháo phòng còn nguyên, nguyên tinh. Dòng này thì cũng không phải giới thiệu nhiều nữa. Chạy chip giải mã PCM thì nó sáng chung nên rất dễ phối, xì xẹt nên nhiều, hát rất là dễ. Đấy. Con này tổng là có 16 chế độ, lớp quét lớp chống hú là hai lớp quét tần nên chống hú tốt hơn những dòng vang số khác. 3 cổng mic đằng trước, 2 cổng mic đằng sau và 4 nút gọi nhanh để các bác tùy biến. Và đặc biệt ở con này có khiển các bác nhá, có khiển nên dễ chỉnh hơn vang cơ. Vang cơ phải chạy lại quặn, con này chỉ có bấm thôi. Đấy. Vang số có khiển thì còn dễ hơn vang cơ. Và trong quá trình cài thì em đã cài cho các bác tầm 6 chế độ. Đấy, bình thường em cài 4 chế độ thôi, không cần phải nhiều. Chế độ 1 eco ngắn, chế độ 2 eco dài, chế độ 3 thì vợt hát chung, chế độ 4 là nghe nhạc. Đấy. Còn tùy theo ý đồ của các bác mà các bác có thể liên hệ để cài theo cái cấu hình loa, không gian. Đấy. Và cấu hình, những cấu hình đánh ngoài trời nó cũng sẽ khác nhé. Đẹp xuất sắc, nô này là đẹp xuất sắc này. Con này thì em về còn có 3 con này. Các bác nào nhanh tay thì ủng hộ em nhé. 3,4 triệu một con. Bao ship tặng khiển và dây tắc đầy đủ hết. Tầm này các bác mua vẫn rẻ, sang tháng thì chắc phải lên 3,6 triệu, 3,7 triệu. Hàng bãi thì bao giờ là không sợ hàng giả, 100% là hàng chính hãng. Đấy, 100% là hàng chính hãng, chỉ có là đẹp hoặc xấu thôi. Đấy, 3,4 triệu đẹp xuất sắc nhá. Các bác nghe thử một đoạn em thử đây, em cài chế độ 1 này, eco ngắn này, các bác nghe thử này. Nên 1, 2, 5, 6, 7. Với khả năng tích hợp Dynamic EQ 3 cần nên bao giờ để một cần trung xì, nên là tiếng mic rất là xì, rất là hay. Chế độ 2 là eco dài. Nên 1, 2, 5. Eco dài tức là nó ngân dài ra và nó trễ sâu hơn, nên các bác hát nó cảm thấy nó dễ hát. Đấy, còn bác nào hát hay thì có thể chuyển chế độ 3 reverse. Đây, 3 này. Nên 1, 2, 5, 6, 7. Chế độ 4 là nghe nhạc và MC luôn. Đấy, con này thì còn 3 con nữa thôi nhé. Các bác nào mua thì ủng hộ em này. Đẹp xuất sắc các bác nhé. Đẹp không tì vết luôn. Con này có cổng quang đầy đủ đây. Ở phía sau đây các bác này. Đẹp như mới luôn. Con này còn 3 con nữa này. Các bác nào mua thì ủng hộ nhé. Xin chào lại các bác ở những cái nước tiếp theo.